nói. Mày nói. Thằng nào vậy? Hay trộm? Mà nhà có cái gì đâu mà lấy. Tiền em cầm hết rồi. Hay thằng Vĩnh? Thôn Vĩnh anh ạ. Nó đang nằm một đống ở trong viện thì dình mò kiểu gì. Thế nhỡ nó khỏi xong nó trốn thì làm sao? Để em tìm một lợn này. Nhưng mà nó trốn rồi thì tìm kiểu gì nhỉ? Hay báo công an nhá, để em gọi phát. Báo để làm gì? Làm gì có bằng chứng mà báo? Anh lòng ngoằng vãi cả trưởng ra. Thế bây giờ anh muốn như nào? Nó ở trong tối, mình thì ở ngoài sáng trưng nhá. Sống trong sự ai thế mà anh sống được à? Nếu anh rời khỏi đây, mày có theo anh không? Trốn anh. Luôn vào ngay. Để mày lấy quần áo nhá. Mày hâm mà. Muốn đi thì cũng cần có thời gian. Mà còn tính xem đi đâu nữa chứ. Còn cả gara ngoài kia, bao nhiêu tiền của đổ hết vào đấy. Bỏ đi không mà chết đói cả lũ. Thế nhưng chắc anh phải biết nó là thằng nào thế mình trốn chứ. Đúng không? Khó quá à? Tôi chưa móc kiểu này bao giờ. Tay cứ ngượng ngượng ấy. Ôi dồi, có ai học mà làm được ngay đâu. Trước mẹ tớ dậy, tớ còn làm hỏng cả chục cuộn lên. Thế này, ăn thua gì? Thật à? Cậu cứ thoải mái lên, làm người không sai, đời không nể. Nhưng mà đây là cuộn thứ ba rồi. Sai càng nhiều, đời càng nể. Có niềm tin, chỉ cần có niềm tin là sẽ có tất cả. Cháu có thương ông không? Cháu có đầy tiền đây này, cháu lo được cho ông. Cái thằng Khải này, bình thường nó cứ lầm lì lì, mặt nó cứ lạnh như tiền ấy, mà nó chiều em gái nó lắm. Mày phải để mắt đến cái Vân, đừng để cho bất cứ ai làm vào xung quanh nó. Đừng có làm trò con bò. Ui, đúng là cái đồ dẻo mỏ. Thế mới là người yêu em được chứ. Tôi đến đây xin việc, chứ không phải để xin tiền.